bài học về tinh thần đoàn kết, bài học về tình yêu thương, sự dấn thân, bài học về lãnh đạo tỉnh thức, bài học về phụng sự để thành công. Em xin kính chào tất cả quý cô bác, anh chị em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lệ Nhật, tên đầy đủ của em là Vũ Thị Lệ Nhật. Em năm nay 39 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Giang. Em xin chia sẻ cái cảm xúc của em khi em có cái cơ duyên may mắn được chạm đến SEA Games. Em rất là vui và tự hào, hạnh phúc khi mỗi lần nhắc đến cộng đồng yêu thương của mình, SE Startup Education của thầy Nguyễn Công Thái. Em rất hạnh phúc khi ở đấy chúng em được học tập, rèn luyện mỗi ngày bằng online, bằng offline, rồi những cuộc SEA Games. Rồi vừa qua chúng em có được kỳ Games 3 ngày 2 đêm tại thành phố Hồ Chí Minh, thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái giá trị bài học ở đó, bài học về tinh thần đoàn kết, bài học về tình yêu thương, sự dấn thân, bài học về lãnh đạo tỉnh thức, bài học về phụng sự để thành công, rồi rất là nhiều những cái bài học khác nữa mà em không thể kể hết được. Em mong muốn ai rồi cũng chạm được đến SEA Games để một lần sống là chính mình, bứt phá, xé kén, tự tin, vui vẻ, tích cực. Cũng giống như em Nhật, em từ một cô gái rất là e dè, nhút nhát, không dám nói trước đám đông, và hiện giờ em cũng đang xây dựng cái cuộc sống của mình tốt hơn mỗi ngày. Ba mẹ em từ hai người mất kết nối hơn 20 năm, giờ ông bà đã quay trở lại sống với nhau hạnh phúc, và gia đình em cũng vậy. Chồng em, hai con trai của em đang hạnh phúc lên mỗi ngày khi em Nhật thay đổi, mang những cái kiến thức của thầy cô về áp dụng với gia đình của mình, áp dụng với cuộc sống của mình, thì ngày hôm nay em Nhật đã bình an hơn, hạnh phúc hơn, dám đứng đây để chia sẻ những cái giá trị mà em Nhật nhận được. Em tự tin lên rất là nhiều, cuộc sống hạnh phúc, bình an hơn rất nhiều. Mong muốn lan tỏa tất cả điều này đến mọi người. Ai cũng chạm được đến SEA Games, ai cũng chạm được đến cộng đồng đầy tính nhân văn và tự hào. Biết ơn thầy Nguyễn Công Thái, em biết ơn đội ngũ phụng sự, ban tổ chức cùng với tất cả anh chị em, học viên đã cùng em lớn lên, đã cùng em hạnh phúc mỗi ngày ở đó để trưởng thành, xây dựng cuộc sống tích cực, vui vẻ, hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Em cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.